Dũng xin chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại bây giờ cũng là mùng 8 Tết rồi. Thì Dũng bắt đầu Dũng lên trên Bình Dương Dũng làm việc rồi mọi người ơi. Nên Dũng quay những cái video cho anh em xem. Tại vì hôm trước Tết thì cũng có nhiều anh em hỏi Dũng về tình trạng cái tổ than á mọi người, than đầu mùa của Dũng á. Nhưng mà bữa giờ Dũng bận công việc rồi trả với cái giáp nên Dũng không có quay nhiều cho anh em xem. Thì Vũ cũng thông báo cho anh em luôn là cái tổ than đầu tiên của Vũ thì nó hư rồi anh em ha. Nó hư là... Trời ơi, con than với con lửa của Vũ đây. Thì để chút nữa Vũ nói cái vụ đó. Cái tổ than đầu tiên của mọi người Vũ hư là do Vũ thả con mi mái vô á. Trước Tết Vũ có một cái clip là Vũ thả con mi mái vô anh em. Thì nó vô nó phá cái tổ than của Vũ luôn. Con mi nó phá quá. Vũ thấy nó phá quá đó. Cái... Vũ lấy con mái đó với cái con mi mà hôm bữa Vũ cho nó đứng cầu nó hót cho anh em xem á, cái clip á. Thì Vũ lấy con mi đó với con mái ở đây nè. Vũ ghép hai cặp đó và Vũ đem ra đằng sau anh em ha. Vũ không thả đây tại vì con mi mái nó phá quá. Vũ sợ ăn cái mi trống vô nữa thì nó sẽ rất là phá. Thì hôm nay Vũ về anh em thì Vũ phát hiện ra tự nhiên con than á anh em. Con than tự nhiên nó hai con than nó bắt đầu dí con lửa của Vũ nó đá. Nè anh em thấy con lửa nè. Lửa trống của Vũ nè. Hồi xưa là nó đậu cầu đứng nó hót ngon lành lắm. Bữa nay là bắt đầu nó nhảy tung rồi nè. Trời ơi. Là bắt đầu nó dí con than nó bị con lửa nó bị con than dí. Đá mấy bữa nay á hôm Tết nó Vũ không để ý nè. Thì dí thì nó có nhiều nguyên nhân lắm anh em, có thể là do là Tết Vũ bỏ thức ăn không có đầy đủ á nên không những nó không sinh sản mà nó còn cạnh tranh thức ăn với nhau nên nó mâu thuẫn nó gây gắt thì nó sẽ đá nhau mà nó không chịu cho ở chung nữa. Lúc trước Tết thì Vũ bỏ thức ăn đầy đủ nhiều thì nó không có đến nỗi mà nó đá nhau như vậy. Còn bây giờ thức ăn khan hiếm hơn thì nó sẽ cạnh tranh về thức ăn và lãnh thổ nên nó không cho ở chung nữa. Anh em thấy không? Con than bắt đầu nó muốn đuổi cái con lửa đi anh em. Tại vì nó không đủ thức ăn cho nó sinh sản á nên nó sẽ muốn đuổi con lửa đi, bắt đầu nó đá nè. Thì hồi nãy Vũ thấy con than trống nó buông đá con mái nhiều quá, cái Vũ chụp luôn, chụp được con mái. Còn con lửa trống thì đây nè, Vũ chưa có bắt được. Vũ đang dụ lại Vũ bắt nữa, chắc là Vũ phải tách ra thôi. Đó. Thì đây là cái vấn đề mà nhiều anh em khi mà nuôi tập thể á, hay gặp phải nè mọi người. Thì nhiều anh em bảo là cái nào thành công thì mình quay, còn thất bại thì mình tránh quay. Nhưng mà còn Vũ thì mấy cái thất bại như này nè, Vũ quay lên để cho anh em xem, để anh em biết anh em tránh. Đây con thằng mái nè. Nãy nó cắn con lửa te tua luôn, đứng nó canh riết luôn em. Vũ để con lửa trong lòng rồi mà nó đứng nó canh riết. Bây giờ bỏ sâu bỏ dế vô gần như mấy con lửa này nó không ăn được nữa nè. Rồi chắc là Vũ phải tách ra thôi. Để như vậy thì đâu có đẻ được nữa anh em. Mà nó cũng ảnh hưởng tới cái con than luôn nha. Con than nó cũng sẽ không đẻ lại, rất là khó đẻ lại luôn. Đó, anh em thấy con lửa. Bây giờ lửa trống nó chỉ bay nó né con than trống thôi anh em à. Nó chỉ vô góc nó đứng thôi nè. Vậy thì làm sao mà lót ổ đặt mái được nữa. Đó. Thực ra thì Vũ cũng còn nhiều cái lồng trống đằng sau lắm mọi người, nhưng mà Vũ định là ghép thử, ghép chung là như một cái gọi là quần thể đó, thử coi nó có sinh sản hay không. Thứ hai là cũng muốn thử nghiệm theo cái yêu cầu của anh em đó mọi người, tại vì cũng rất là nhiều anh em không có điều kiện để mình làm nhiều lồng á, mọi người thường là muốn làm chung một lồng nuôi cho nó dễ á, nên Vũ cũng muốn định làm thử thôi, nhưng mà thật sự nó khó anh em. Vũ tội nghiệp con trống quá anh em. Con trống nó gặp con than trâu, con than trống là nó bay cắm đầu luôn á nè. Cũng may là vẫn còn đuôi, vẫn còn đầu anh em, chưa đến nổi. Bây giờ mà Vũ thả con mái này ra nè, Vũ thả con mái này ra là có mấy con than nó xúm lại đá cho thấy cảnh ghê thiệt. Thì Vũ thấy trên kênh của Vũ thì cũng có nhiều anh em hỏi Vũ là giờ có đang cặp khú muốn nuôi cặp mi hay là bỏ cặp chè vô thì có được hay không. Tại vì nhiều anh em Vũ thấy cũng rất là muốn nuôi chung, tại vì điều kiện mình
về không phải về tiền bạc mà nhiều khi không gian á nó không đủ để mà anh em làm nhiều chuồng á, thì anh em muốn nuôi chung. Mà thật sự nuôi chung thì nó sẽ khó sinh sản hơn là nuôi từng cặp nha mọi người. Ví dụ như những dòng chim sống theo bầy đàn như yến phụng hay là mấy con vạc cũng vậy anh em. Giống như con bảy màu trước Vũ nuôi này nè, khi anh em tách ra từng cặp á, thì nó sinh sản rất là nhanh, rất là đều. Tại vì nó có nguồn thức ăn riêng, nó có cái lãnh thổ riêng á, thì nó sẽ không có vụ mà phá tổ này nọ hay là đánh nhau nhiều. Còn khi mà nuôi chung như vậy nè thì nó cái hiệu quả sinh sản của nó rất là thấp nha mọi người. Ít ai mà muốn nuôi mà theo cái mục đích mà sinh sản á, thì mà nuôi theo tập thể vậy hết. Chứ còn về hiệu quả mà gọi là cặp nào cũng đẻ mà đẻ nhiều á, thì Vũ nghĩ nó hơi khó. Khó nhưng mà không phải là không làm được nha anh em. Tại vì Vũ thấy trên mạng cũng nhiều anh em cũng nuôi 4-5 cặp chung một cái lồng thì nó cũng vẫn đẻ bình thường ha. Nhưng mà theo bản thân Vũ thì Vũ cũng chia sẻ với anh em luôn á, nếu mà anh em muốn nuôi chung và đẻ thì nó phụ thuộc cũng một vài yếu tố. Thứ nhất là cái nết con chim nữa. Ví dụ như mi nó cũng có cặp mi nó dễ tính, cặp mi nó khó tính. Ví dụ anh em mà trúng ngay con mi nó dễ tính đi thì anh em có thể nuôi chung với những con khác nó vẫn ok. Nhưng mà xui xui trúng ngay con mi nó khó tính, nó không cho những cái dòng khác ở gần nó, thì nó sẽ rất là khó sinh sản, rất là khó cho nó và cũng như khó cho những dòng khác nữa. Đó là cái hên xui, cái nết của con chim khi anh em mà nuôi chung. Thứ hai là nãy anh em thấy như trường hợp của Vũ nè, nó cạnh tranh về nguồn thức ăn. Thì nếu mà nuôi chung mà kết hợp, anh em muốn kết hợp nuôi chung nhiều á, thì anh em nên bỏ thật nhiều thức ăn luôn, để cho nó không có bị cạnh tranh về nguồn thức ăn, nó bị hao hụt á. Như nãy giờ các bạn thấy khi mà Vũ bị hao hụt về nguồn thức ăn là tụi nó sẽ quay qua tụi nó đánh nhau à, để tụi nó tranh giành đó mọi người. Đó nên cái nguồn thức ăn cũng quan trọng lắm. Cái thứ ba đó chính là cái góc, cái không gian đó. Ví dụ cái tổ á, anh em phải làm nhiều tổ và nhiều cái góc khác nhau để cho nó chọn lựa. Thì nếu mà hên thì mỗi con chọn một góc thì nó không sao, nhưng mà trùng tự nhiên hai dòng mà nó thích chọn cùng một cái tổ thì bắt đầu nó cũng phải đánh nhau thôi. Nói chung là đó, nó yếu tố may mắn cũng rất là quan trọng mọi người ha. Bên cạnh những cái kỹ thuật, thật sự thì bên cạnh cái kỹ thuật á mình nắm vững rồi, nhưng mà để mà nuôi tập thể mà nó sinh sản được á, thì Vũ nghĩ cái yếu tố may mắn của anh em nó cũng chiếm tỷ lệ cao lắm. May mắn mình gặp cặp chim nó hợp nhau, những con dòng nó hợp nhau nè, rồi tổ thì nó không chọn cùng nhau nè đó. Còn mồi thì mình cố gắng mình phải chăm nhiều đó, thì nó sẽ hạn chế thôi, Vũ nghĩ nó hạn chế thôi, chứ thật sự hiệu quả nó cũng không cao lắm. Tại vì Vũ thấy trên mạng cũng nhiều anh em nuôi chung mà vẫn đẻ bình thường hết. Thì những anh em đó thì ngoài nắm kỹ thuật ra thì mình cũng hên khi có những con chim nó hợp nhau, nó đẻ tốt, thì nó chịu sống chung với nhau và nó không có cạnh tranh về cái tổ, và cũng như là cái nguồn thức ăn anh em cung cấp á, nó ổn định và nó dư, gọi là phải là nó dư á, thì nó sẽ không đánh nhau. Hai con thang máy của Vũ đây, cà chớn lắm. Hôm trước Tết thì Vũ thấy lửa ma trống đứng hót rồi ngon lành lắm. Thì khi mà con trống nó đứng hót, nó canh tổ thì bắt đầu con máy nó sẽ tha rác ha. Nhưng mà Tết về xong là coi như là nó đá tùm lum hết. Thì video hôm nay Vũ để trả lời cho anh em cái hỏi cái tổ hang ha. Cái tổ hang đầu tiên của Vũ ra sao rồi. Thứ hai là anh em hô đang muốn nuôi cái dòng này, giờ bỏ thêm cái dòng khác vô thì được không. Vũ xin chia sẻ với anh em là anh em cứ thả vào đi. Cứ thả vào coi cái thái độ của tụi nó như thế nào. Thì đầu tiên thì tụi nó sẽ đá nhau nha anh em. Cái con mà trong AV á thì thường thường nó sẽ đá cái con anh em mới thả vô. Tại vì con anh em mới thả vô thì nó không phải làm chủ cái AV thì nó sẽ bị đá thôi. Và cái điều mình có thể làm chỉ là mình làm tăng cái khả năng tụi nó hợp nhau không. Mình tăng lên bằng cách mình sẽ bỏ thức ăn nhiều, mình sẽ úp nhiều cái tổ cho tụi nó chọn lựa. Thì nó sẽ gọi là mình làm tăng cái tỷ lệ để cho nó sống chung, để cho nó sinh sản á. Chứ thiệt ra
để mà quyết định được thì cũng rất là khó nha mọi người. Đó, nhưng mà anh em cứ thả vô đi, tại vì có nhiều anh em cứ băn khoăn hỏi Vũ là có nên nuôi chung không, có nên nuôi chung không. Thì nuôi chung như vậy thì tất nhiên hiệu quả nó sẽ không cao rồi, nhưng mà vẫn có người làm được chứ không phải không làm được. Tùy vào cái duyên của anh em, tùy vào sự may mắn của anh em nữa, coi có trúng ngay cái cặp mà nó chịu nhau không, không nó chịu nhau hay không, rồi nó hợp nhau không nữa đó anh em ha. Anh em cứ thả vô rồi anh em quan sát, mình từ từ mình nuôi mình sẽ có kinh nghiệm hơn em. Rồi khi mà nó đá nhau thì mình sẽ có kinh nghiệm, mình sẽ biết là tại sao nó đá nhau. Ở những cái lần ghép khác của mình thì mình sẽ nắm được và mình khắc phục lại thôi. Đó. Thì ok, video của Vũ đến đây Vũ xin dừng nha anh em ha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Vũ. Thì Vũ cũng thấy trên kênh của Vũ hơi nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà Vũ từ từ Vũ sẽ quay những video và Vũ trả lời hết những câu hỏi đó cho anh em nha. Thì năm mới Vũ xin chúc tất cả mọi người được thật nhiều sức khỏe nha mọi người. Sức khỏe là quan trọng nhất. Có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình, công việc thuận lợi nha mọi người. Vũ xin chào tất cả mọi người ạ.